Dạ, mình chào quý bà con và các bạn đang xem kênh nha. Hôm nay quay trở lại nhà vườn Thanh Nguyên, giao lưu hoa giới thành phẩm ghép một số dòng lá cẩm hà siêu bông nha bà con, đặc biệt nhất là Vinbud rất là đẹp luôn. Ở đây mời bà con và các bạn cùng xem và giao lưu với Thanh Nguyên ạ. À, chào Nguyên. Dạ rồi, em chào anh Liêm ha. Dạ, mến chào cô chú anh chị mình đang xem kênh của anh Liêm. Dạ, nay vườn em lên tiếp lô cẩm thạch ha quý anh chị. Đó, thì clip này chủ yếu em giao lưu cẩm thạch nhiều nha. Rồi, để không mất thời gian thì em vô mã số 1 nè, cây cẩm thạch 5 màu anh chị. Ruby tím lửa ha. Tím siêu bông. Trắng cầu vồng và bà lai can đây đã 5 màu. Cái này thì gỗ bông đẹp rồi của chính chị, rất đẹp luôn ha, một ghế lực lưỡng luôn đó, mã số 1. Rồi em đo thông số nha, cái này hoành 28 anh chị, cao là 85, tàn là 75 của chính chị. Rồi cái này giao lưu của chú anh chị mình giá 600k. 600k em bao phí ship của chú anh chị. Đó. Quay vòng nữa Nguyên. Đế thì sạch sẽ nha anh chị. Nó bông thì gộ đẹp luôn. Tán cũng khá là to rồi. Cái này em đo chiều cao chưa ta? Rồi. Rồi em xuống mã số 1. Tiếp tục là mã số 2. Biên bắp. Vinbud thì cái bông nó thôi khỏi phải chê luôn cô chú anh chị, rất là đẹp luôn nha, cẩm thạch Vinbud ha. Dòng này cũng khá là siêu hoa nha, hoành 21, cao là 60, tàn là 60. Cây này thì em có vô dây em nó sửa tàn để cho nó tròn đều ha anh chị, nó cũng bẻ tay đồ mở ra bông mà. Dòng này rất là xuyên bông luôn, bông hồng đẹp cực kỳ luôn. Mã số 2 Vinbud nè, gỗ bông anh chị. Rồi cái này giao lưu của chú anh chị mình giá 450 cho cây mã số 2. Vát đẹp lắm anh chị. Rồi tiếp tục là mã số 3. Vinbud nữa anh chị. Cây này hoành của nó là 17. Cao là 60. Tàn là 65. Mã số 3 anh chị. Cây này bộ đế cũng khá là quái luôn ha. Đây. Rồi, mã số 3 giao lưu của chú anh chị cũng 450 luôn, bao phí ship luôn anh chị. Rồi. Tiếp tục là mã 4. Cây này đẹp nha anh chị, to. Cây này hoành 20. Cao là 65. Tàn là 65 luôn anh chị, cũng gỗ bông ha. Mã số 4 giao luôn 500k anh chị. Tán thì tròn đều đẹp luôn, rất là to. Quá trời bông luôn. Rồi, tiếp tục là mã số 5. Cái này ba tay đẹp nha. Hoành 21. Cao là 60. Tàn 60 luôn anh chị ạ. Cũng gỗ bông luôn ha. Thì nguyên lô Vinbud này gỗ bông hết trơn rồi. Cái này giao luôn 500k anh chị. Gỗ bự nha, đẹp ha. Rồi, tiếp tục là mã số 6. Lên một dọc Vinbud luôn. Cô chú anh chị mình dễ lựa. Hoành là 17. Cao là 60. Tàn cũng 60 luôn anh chị ạ. Kẹo nụ. Kẹo nụ luôn. Dòng này thì bông nó lên rất là dữ luôn. Nó xiên bông mà nó nhanh, nó dễ làm bông lắm anh chị. Không có cần kích thích gì hết. Để ngoài nắng cắt cơi tự động ra bông. Mã số 6 giao lưu 450 nè anh chị. Rồi. Tiếp tục mã số 7. Đó, coi nè, bông nè, quá trời đẹp luôn anh chị ạ. Cái này hoành 23. Cao là 60. Tán là 60 luôn của chú anh chị. Mã số 7. Đó. Bông quá phê luôn. Mà hồng đẹp cực kỳ anh chị, ngọt ha. Mã số 7 giao lưu 500k của chú anh chị. Rồi, tiếp tục là mã số 8. Cái này bồ đề rất là quái luôn. Đó. Hoành là 16. Cao là 60. Tán cũng 60 luôn anh chị.
cũng gộ bông hết trơn luôn rồi. Cây này mình dưỡng tàn lại tới Tết thì thôi, xum xê luôn, chào bá luôn. Rồi mã số 8 giao lưu 450 anh chị ạ. Rồi tiếp tục em lên đây là mã số 9 nè. Cây Vinfast nữa. Cây này thì đế cuộn cuộn luôn cô chú anh chị. Đế nó nè, rất là dữ luôn. Hoành là 16, cao là 65, tàn là 55 anh chị ạ. Độ bông nó cũng khá là dữ luôn anh chị. Rồi mã số 9 này giao lưu cũng 450 luôn, quá đẹp anh chị. Rồi tiếp tục em lên mã số 10 là cây Vinfast, là hàng này là hàng bự nha. Nó gốc này là gốc bự, cô chú anh chị nào thích gốc bự thì lấy gốc này ha. Tán thì nó chưa bằng mấy cái kia nhưng mà gốc thì thôi khỏi phải chê luôn. Hoành là 29 anh chị, đo chỗ nhỏ nhất nha. Cao là 55, tán hiện tại cây này cũng 55 anh chị. Tàn thì cũng khá khá rồi, tương đối đẹp rồi. Gốc nè, gốc này sạch sẽ lắm nha anh chị, tại gốc nó già mà nhìn nó sần sù vậy đó. Hàng này là hàng trồng lợi, hàng lên đời. Mã số 10 nè, đó, cẩm thạch Vinfast. Rồi, cái này giao lưu cô chú anh chị giá 650. Cái phôi không là thấy giá 650 rồi anh chị, khỏi cần ghép ha. Phôi rất là đẹp luôn. Rồi, lên cây hồng tiết đi. Lên cây hồng tiết đây, mã số 11. Cây hồng tiết này cũng nụ đẹp quá. Hoành là 14, cao là 90 anh chị, tán là 70. Đó, bông cũng khá là đẹp nha anh chị. Rồi hồng tiết mã số 11 này giao lưu của chính chị 250. Đó, cái hồng tiết ha. Rồi tiếp tục là 12. 12 làm lên cây cẩm thạch. Cẩm thạch 5 màu. Mấy cái này thì em ghép giống mới là nhiều hết anh chị. À, có tím lửa nè, đỏ lửa, tím lửa là 2 à. Cái này thì tiểu Ấn Độ nè anh chị là 3. Bên đây có red bia cẩm thạch là 4 nè. Thì tím tiết nữa 5. Cái này cũng đủ 5 màu luôn ha. Mã số 12. Cái đế này thì lùng lực đẹp anh chị. Hoành của nó là 33. Cao là 50, tán là 60, đó, đúng chuẩn lùng lực đẹp luôn ha. Đây, mã số 12. Rồi, cây này thì giao lưu của chú anh chị giá 600k. Cây 5 màu, có giống mới nhiều hơn chị. Về mình sưu tầm mình lấy giống cũng được. Thế rồi, tiếp tục em lên mã 13 nè, cây cẩm thạch tím. Đó, hàng lùng lực ha, nhưng mà cây này em nói trước luôn, cây này nó bị chày ngay đây anh chị. À, nó bị chày nè. À, nên cây này thì em sẽ bán giá mã lõi ha. Cây này hoành 22, cao 50 anh chị, tán hiện tại nó có 45 ha. À, cái cũ cũng khá đẹp anh chị, bị chày này thì không sao ha. À, bao sống cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi cây này giao lưu cô chú anh chị giá 300k luôn. Đó, cây lõi thì em bán giá mã lõi, bao sạch đẹp luôn, bao ship luôn nha anh chị. Đây. Rồi, mã 13 cũng là mã số cuối cùng của clip của chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem hết clip. Rồi, cảm ơn Thanh Nguyên nha. À, mến chào bà con, chúc bà con mình xem clip rất là vui vẻ. À, cảm ơn bà con mình rất là nhiều, hẹn lại bà con mình những clip kế tiếp ạ. À.